Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhị Tăn. Tập 34, chương 331, dấu hiệu danh chấn Tử Vận Tông 2. Nói không chừng người này cũng có thể luyện chế đan dược cho trúc cơ, phải đi ngăn chặn trước. Chuyện do mấy viên ngưng khí đan này kéo tới, Mạnh Hạo tất nhiên không biết. Lúc này hắn đang cau mày khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn miếng da. Miếng da lúc này đã khô quắt, không còn chút sức sống, khiến Mạnh Hạo rất là lo lắng. Hắn sợ một tháng sau mà miếng da này còn như vậy thì tình thế tốt đẹp hiện nay của hắn ở Tử Vận Tông coi như xong. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, Mạnh Hạo lại càng thêm lo lắng. Mấy ngày nay, có vài người từng tới tìm hắn, cho dù là Lâm Nhụy hay Lệ Đào. Thậm chí Sở Ngọc Yên kia cũng mấy lần tới tìm, nhưng đều bị Mạnh Hạo dùng phương pháp khác nhau ngăn cản. Nhưng chuyện này chung quy không phải là kế lâu dài. Cũng may hơn 20 ngày sau, trên miếng da bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt, gần như mỗi ngày đều xuất hiện nhiều hơn. Đồng thời lại có sức sống mỏng manh nảy sinh, thế mới khiến Mạnh Hạo thả tâm. Lại mấy ngày trôi qua, cách một tháng chỉ còn đúng một ngày, vết nứt trên miếng da càng lúc càng nhiều. Sức sống càng thêm tràn đầy. Mạnh Hạo dường như có thể thấy được trong miếng da khô quắt này còn một miếng da khác đang giãy giụa muốn lao ra. Có lẽ lúc lao ra chính là khoảnh khắc khi miếng da khô quắt bên ngoài nổ bung. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bình tĩnh chờ đợi. Một đêm im lặng, đến sáng ngày hôm sau, miếng da ở trước mặt Mạnh Hạo chi chít là vết nứt. Thậm chí còn có những tiếng thùng thùng vang lên, dường như miếng da đang muốn lao ra từ trong cái xác khô quắt kia. Chuyện này Mạnh Hạo không cách nào giúp được, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói đầy hưng phấn của Bạch Vân Lai truyền tới động phủ của hắn. Phương Mộc, mau mở cửa, có chuyện tốt, chuyện cực tốt đây. Tại hạ đang luyện chế một lô đan dược, không tiện ra ngoài, kính xin Bạch Sư Huynh chờ chút. Đợi khi lô đan dược này luyện thành, Phương Mỗ mới có thể ra ngoài. Mạnh Hạo vừa nghe thấy tiếng Bạch Vân Lai thì lập tức đáp. Ôi chao, đan dược gì nữa, mau ngừng đi. Lần này ta tới là mời chào sinh ý cho một đệ tử nội môn cho người đó. Người này muốn luyện chế đan dược, nên ta cực lực đề cử ngươi cho hắn. Một khi ngươi luyện thành rồi là sẽ có danh tiếng, ngày sau đệ tử nội môn tìm đến ngươi sẽ nhiều hơn. Bạch Vân Lai vội vàng nói, y với Mạnh Hạo nửa năm nay có mối quan hệ không tệ. Mạnh Hạo trở thành đan sư rồi, y thường xuyên đề cử Mạnh Hạo với người khác, nhưng mãi không thành công. Lần này đây vất vả lắm mới có người đồng ý, thế là vội chạy tới tìm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười khổ, nếu là trước đây hắn tất sẽ vô cùng ham thích chuyện này, dù sao đây là con đường trưởng thành quan trọng cho đan sư ở tông môn. Mà hắn vừa mới trở thành đan sư, chẳng khác gì cạnh tranh với cả 1.000 người, cho nên đến nay đã 3 tháng mà vẫn chưa có ai tìm hắn luyện đan. Chuyện như thế này nếu không có lần đầu tiên thì tất nhiên sẽ không có lần thứ hai. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo đang định nói, bỗng quay lại nhìn miếng da. Cũng chỉ mấy giây sau, Bạch Vân Lai bên ngoài động phủ lập tức nghe được một tiếng nổ vang lên ầm ầm từ bên trong động phủ. Tiếng động này truyền khắp ngọn núi, đất đá rung chuyển, thậm chí người trong sơn cốc dưới chân núi đều nghe thấy rõ ràng. Khiến cho không ít người chú ý, Bạch Vân Lai ngẩn ra. Lỗ tai chấn vang, mãi lúc sau mới khôi phục. Y hít vào một hơi, lập tức lùi ra sau, lòng kinh hãi, không biết Phương Mộc này luyện đan gì mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng không lâu sau, cửa động phủ lại mở ra, Mạnh Hạo lúc này đã hóa thành bộ dáng Phương Mộc mỉm cười bước ra. Phương Mỗ cuống lên nên lại làm nổ lò luyện đan rồi, nhưng không sao, ta vẫn còn lò khác. Bạch Huynh, chúng ta đi chứ, có cần tìm dược đồng hay không? Bạch Vân Lai thấy Mạnh Hạo một cái liền hỏi. Lúc này thân phận Mạnh Hạo đã khác, là đan sư, cho dù đan đông nhất mạch hay tử khí nhất mạch thì địa vị đều như đệ tử nội môn, không phải là nhỏ. Thậm chí với một số quy tắc trải qua thời gian dài ở Tử Vận Tông này, khiến cho đan sư tuy cùng cấp với đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch, nhưng thực tế lại cao hơn một bậc. Không cần đâu, Mạnh Hạo mỉm cười, cùng Bạch Vân Lai đi tới tử khí nhất mạch. Trong lúc đi, Bạch Vân Lai đã nói rõ chuyện này. Lần này người mời luyện đan là một kẻ khá nổi trong đệ tử nội môn, chẳng qua dù kẻ này có là thiên kiêu thì cũng không mời được chủ lô.
Hơn nữa thanh danh lại không tốt, cho nên đan sư đều biết, mà người đồng ý luyện đan cho gã cũng không nhiều. Và lại đan đông nhất mạch có địa vị siêu nhiên, thân là đan sư có quyền từ chối, đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch cũng chẳng thể làm được gì. Vị thiên kiêu này lại càng bất đắc dĩ. Về phần những người có thể luyện đan cho gã, gã chọn tới chọn lui, lại chẳng hài lòng với ai. Bạch Vân Lai biết được chuyện này, nghĩ đây hẳn là một hơi cơ hội, mặc kệ thành hay không, dẫu sao kẻ này cũng không dám làm gì đan đông nhất mạch, vì thế liền chạy tới tìm Mạnh Hạo thương lượng. Luyện đan gì? Mạnh Hạo vừa đi vừa nghe Bạch Vân Lai nói, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Chưa thấy nói là đan gì, chút nữa ngươi cứ hỏi trước. Dù sao địa vị của ta không đủ, mặc dù có thể nói, nhưng Đinh Dũng thân là thiên kiêu của tử khí nhất mạch, tất nhiên sẽ không nói gì nhiều với ta. Bạch Vân Lai thở dài. Mạnh Hạo gật đầu, trong lúc vượt qua các sơn cốc thì đang hồi tưởng lại lúc ở động phủ ban nãy. Tiếng nổ vang kia đúng là miếng da cứng khô quắt bị nổ tung, sau đó miếng da như mới sinh ra xuất hiện. Nhưng lại chẳng hề lại nhảy một cách khác thường mà trực tiếp cho Mạnh Hạo năng lực biến hóa, rồi bay vào trong mặt nạ huyết sắc kia ngủ say. Nhưng không giống huyết ngao, Mạnh Hạo quan sát mới phát hiện miếng da này ngủ say thì tối đa là mấy tháng sẽ không thức tỉnh, nên không hề để ý nữa. Trái lại hắn cảm thấy rất hứng thú với những mảnh da khô quắt văng bốn phía. Da đó cực kỳ cứng, với tu vi của Mạnh Hạo lại chẳng thể bẻ ra một miếng nhỏ. Nhưng vật ấy tới từ miếng da, Mạnh Hạo cho là bảo bối nên liền cất đi, không kịp xem xét đã bước ra động phủ. Không lâu sau, hai người đi tới sơn cốc nơi đan đông nhất mạch và tử khí nhất mạch tiếp giáp. Thấy một thanh niên vẻ mặt kiêu căng, đang chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Thanh niên này chính là Đinh Dũng, gã khoác trường bào màu đỏ, lúc này dưới ánh mắt trời mà lại tỏa ra ánh sáng màu tím. Mạnh Hạo và Tử Vận Tông đã được gần một năm, biết rằng cho dù đan đông hay là tử khí thì đều lấy màu tím làm chính. Mà thanh niên này tuy không mặc tử bào của đệ tử Hạch Tâm, nhưng quần áo có thể lộ ra ánh tím thế kia thì cũng là kẻ có thân phận cao quý, thuộc về thiên kiêu của Tử Vận Tông. Này tu vi gã đã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ còn một bước. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 332, Phong Thái của Phương Đan Sư. Người chính là Phương Mộc. Đinh Dũng quăng tầm mắt lên người Mạnh Hạo, nhíu mày rồi thản nhiên hỏi. Với gã thì đan sư càng nhiều tuổi thì càng tốt, nhưng người trước mặt thật sự quá trẻ. Mạnh Hạo nhíu mày, lãnh đạm đứng đó. Hắn đi theo Lệ Đảo luyện đan cho người ta thì thường quen phong cách của Lệ Đảo ở trước mặt đám đệ tử nội môn. Biết được thân phận đan sư tất nhiên cao hơn, nhưng trên thực tế là phải tự mình nâng lên. Nếu tư thế thấp thì người ngoài sẽ cảm thấy không có bản lĩnh. Nên lúc này hắn đứng lại, phất tay áo và hừ lạnh một tiếng. Bạch Vân Lai, về sau loại chuyện luyện đan này chớ đến tìm ta nữa. Mạnh Hạo lãnh đạm nói, nhưng lại chẳng thèm liếc thanh niên kia cái nào, xoay người định bỏ về. Bạch Vân Lai thường xuyên tiếp xúc với đan sư, lại quen biết Mạnh Hạo một năm nay, sao có thể không nhìn ra nguyên nhân. Lòng thầm khen thì khuôn mặt lại tỏ ra sợ hãi, quăng cho Đinh Dũng, kẻ bị hành động của Mạnh Hạo làm cho ngẩn người, ánh mắt đầy oán trách. Vị này chính là đan sư của đan đông nhất mạch. Đừng thấy tuổi không lớn, nhưng chính là đệ nhất nhân của thí luyện tấn thăng lần trước. Người nghĩ đi, từ 10 vạn dược đồng mới chọn ra được hắn, người đó. Ôi, ta nhờ Phương đan sư đã lâu, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng người lại. Bạch Vân Lai dậm chân, lắc đầu rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Mạnh Hạo. Đinh Dũng cười khổ, thở dài một hơi. Gã không giống đám thiên, lã năm đó, gã ra ngoài rèn luyện không ít lần. Há có thể không nhìn ra tư thế này của Mạnh Hạo. Nhớ tới lời Bạch Vân Lai nói trước đó, Phương Mộc này có trình độ luyện đan không nhỏ. Lúc này gã ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười tiến lên. Đại danh của Phương đan sư như sấm rền bên tai, lúc nãy thấy Phương đan sư chỉ mới từng ấy. Tuổi mà đã có thành tựu như thế nên mới kinh ngạc nói lỡ, mong Phương đan sư chớ trách. Mạnh Hạo nghe thế mới dừng chân lại, quay người lại lãnh đạm nhìn Đinh Dũng. Muốn luyện đan gì? Phá trướng đan. Nghe Mạnh Hạo hỏi trực tiếp như vậy, Đinh Dũng không nắm rõ được tính tình người này, nên dứt khoát nói thẳng,
Sắc mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, không hề biến hóa. Với Đinh Dũng thì vẻ mặt đó là kiến thức rộng rãi và bí hiểm. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo lại đang cố lục lại trí nhớ, nhưng nghĩ hồi lâu cũng chẳng mò ra được tin tức gì về phá trướng đan. Đan phương của viên đan này thông thường có 17 loại, cần đến 100 loại dược thảo, phức tạp, mà có tới 397 loại biến hóa. Lúc luyện chế còn phải điều chỉnh, biến hóa sẽ tăng lên 7 phần. Người muốn luyện là loại nào, chủng nào? Mạnh Hạo thản nhiên nói. Những lời này là hắn bịa bừa ra, nhưng lại làm cho Bạch Vân Lai khiếp sợ hít sâu một hơi. Lúc nãy y cũng suy nghĩ xem phá trướng đan là gì, nay nghe Mạnh Hạo nói vậy thì ánh mắt lập tức đầy kính nể. Dù sao với y thì khi nghe những lời này có vẻ như rất hiểu, và lại cảm giác chính là như vậy. Ngay cả Bạch Vân Lai đều bị hù dọa, Đinh Dũng tất nhiên cũng ngẩn ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Gã hít sâu một hơi, cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo. Phương đan sư, chủng loại mà ngài nói, Đinh Mỗ quả thực không rõ, ta chỉ có một phần đan phương, ngài xem qua trước. Đinh Dũng không dám khinh thường. Những lời của Mạnh Hạo khiến gã càng cảm thấy cao sâu khó dò, lúc này vội lấy một chiếc ngọc giản ra từ trong túi trữ vật rồi đưa cho Mạnh Hạo. Trên thực tế nếu không phải ở trong tông môn, Đinh Dũng chưa chắc đã bị hù dọa như vậy. Thật sự là bởi vì nơi đây là Tử Vận Tông, gã và Mạnh Hạo cùng là đồng môn. Hơn nữa lại biết được Mạnh Hạo là đan sư, nên mới có thể một câu mà đã đạt được hiệu quả như vậy. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi nhận lấy ngọc giản, dùng linh thức đảo qua, sắc mặt vẫn y như thường, nhưng lòng lại động. Lại có cả loại đan dược này. Phá trướng đan, đây là loại đan tuyệt mệnh, cả đời chỉ có thể ăn 2 viên, nếu ăn viên thứ 3 thì nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đây là các loại thảo dược bài xích nhau. Thêm một ít độc thảo nữa khiến cho nó có tác dụng bộc phát, kích thích kinh mạch trong cơ thể, khiến tu vi đột phá bình cảnh. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, trầm ngâm suy nghĩ. Mà ở một bên, Đinh Dũng đang rất khẩn trương. Gã đã từng ăn phá trướng đan một lần rồi, nhưng mãi vẫn không thể cởi bỏ được bước cuối cùng kia. Nay chỉ còn một cơ hội nữa, nhưng không mời được chủ lô, mà đám đan sư vì mấy năm trước gã quá ngông cuồng đắc tội. Tìm tới tìm lui chẳng có mấy ai đồng ý luyện cho. Cho dù có đồng ý nhưng gã lại lo lắng, lại chần chừ. Dù sao với đan sư thì chuyện này chỉ là luyện đan, mà với gã thì đây là cơ hội cuối cùng. Một khi thành công, gã liền bước vào trúc cơ hậu kỳ. Cho nên gã không thể không cẩn thận. Lần này tới tìm Mạnh Hạo, thực tế thì gã chưa hoàn toàn hạ quyết tâm, cho nên mới dò xét một hai. Theo ý muốn của mình, gã muốn tìm một vị đan sư ổn thỏa nhất để luyện chế phá trướng đan cực kỳ quan trọng với gã. Dẫu sao Đinh Dũng không phải đệ tử ngoại môn, thân là thiên kiêu của nội môn, gã hiểu rõ rằng cùng một loại đan dược mà người luyện chế khác nhau thì dược hiệu khác nhau, có cao có thấp. Mà loại phá trướng đan này thì với dược hiệu là hà khắc nhất. Như viên đan lúc trước hắn dùng, dược hiệu bình thường, nếu không thì cũng không phải than vãn như hôm nay. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mới buông ngọc giản có đan phương xuống, lại trầm ngâm một chút rồi đi tới trước mặt Đinh Dũng. Giơ tay lên, Đinh Dũng sửng sốt, con người co rụt lại, nhưng cũng không dám từ chối mà phải giơ tay lên. Mạnh Hạo nắm lấy cổ tay đối phương, rồi lập tức rót linh lực vào trong cơ thể gã. Đừng phản kháng, Mạnh Hạo thản nhiên nói, rót ra linh lực ngưng khí. Đinh Dũng chần chừ một chút, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Để mặc cho linh lực ngưng khí của Mạnh Hạo dạo một vòng trong người. Người ăn phá trướng đan một lần, Mạnh Hạo nhanh chóng thu hồi linh lực. Hắn đoán được Đinh Dũng cần đan dược có dược hiệu công phá bình cảnh, lại thấy trong cơ thể Đinh Dũng có chút dược lực hỗn tạp. Dược lực này rõ ràng là không tiêu tan, và lại ăn khớp với khí tức của một vài thảo dược trong đan phương của phá trướng đan kia. Nghe Mạnh Hạo nói lời này, Đinh Dũng hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt tỏa sáng. Cũng là giật mình, bởi chuyện gã từng ăn một viên phá trướng đan này gã chưa từng nói với ai bao giờ. Chuẩn bị 6 phần dược thảo luyện chế phá trướng đan, lại thêm 3 vạn linh thạch, ta sẽ luyện giúp người viên đan này. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, Đình Mỗ cũng đã tìm mấy vị đan sư có thể luyện chế viên đan này. Mà cần tối đa là 3 phần dược thảo, 1 vạn 5 linh thạch. Đinh Dũng chậm rãi nói, đan dược mà Phương Mỗ luyện có thể đảm bảo ngươi đột phá. Mạnh Hạo thản nhiên nói, nhưng trong đó đã ẩn chứa ý bá đạo. Lời ấy có thật không? Đinh Dũng khiếp sợ,
đôi mắt toát lên tinh quang. Lúc trước gã đã cảm thấy vị Phương Mộc đan sư này không giống với các vị đan sư khác, lúc này nghe được những lời này thì vội hỏi. Không tin thì thôi, Mạnh Hạo xoay người định bỏ đi. Đinh Dũng đấu tranh trong lòng, lại nhìn hành động của Phương Mộc này không giống người thường, lại nhìn ra mình đã từng dùng phá trướng đan, nên gã quyết định đánh cược một lần. Thế là gã không do dự nữa, lấy ra một túi trữ vật, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo mà để vào đủ dược thảo và linh thạch rồi trực tiếp đưa cho Mạnh Hạo. Nửa tháng sau, lúc xế chiều ở nơi đây, ngươi hãy tới lấy đan. Nói xong, Mạnh Hạo phất tay áo, mang theo Bạch Vân Lai bước đi. Một thân thanh sam tùy gió mà động trông đầy vẻ nho nhã, dường như có đan dương quanh quẩn, không giống phàm trần mà như xuất trần. Phương Mộc, chuyện này, dọc đường đi về, Bạch Vân Lai muốn nói lại thôi. Mãi tới tận bên ngoài động phủ Mạnh Hạo, y rốt cuộc không nhịn được mà nói ra. Ta cần linh thạch, mà dược thảo 6 phần là vì ta tính luyện cho Bạch Huynh 1 viên phá trướng đan. Ta thấy Bạch Huynh kẹt ở ngưng khí tầng 8 này đã nhiều năm rồi. Mạnh Hạo cười, vỗ bả vai Bạch Vân Lai rồi xoay người đi vào trong động phủ. Cửa động phủ đóng lại rồi, Bạch Vân Lai vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu. Sau đó y ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu rồi mới rời đi, y không nói lời cảm ơn nào, mà là ghi tạc trong tâm khảm. Lại 7 ngày nữa trôi qua, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn 3 viên phá trướng đan trước mặt. Hắn cầm lấy 1 viên, ngưng thần nhìn. Đan dược và độc chỉ tồn tại nhờ một suy nghĩ. Phá trướng đan này, nếu lòng ta có sát niệm, chỉ cần để độc bên trong hơi cao một chút là có thể giết chết người dùng nó. Mặc dù người này có cẩn thận, dùng người khác thử đan thì ta vẫn có cách làm cho đan dược thay đổi thời gian phát tác, giết người vô hình. Mạnh Hạo im lặng, hắn nhớ tới những đan dược mà mấy năm nay hắn ăn, lúc chưa biết đan đạo thì không có loại cảm giác dựng tóc gáy này, nhưng hôm nay hiểu biết về đan đạo, hắn dần kinh hãi. Ngày sau nếu không cần thiết thì chỉ dùng loại đan mà mình luyện chế. Cho dù đoạt được của kẻ khác cũng phải phân biệt rồi mới có thể dùng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thì thào. Đan đạo, độc đạo, chỉ tại một suy nghĩ. Đan có thể giữ người, độc lại giết người. Một đại sư đan đạo chân chính trên thực tế cũng là tông sư độc đạo. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh thảo mộc, có rất nhiều loại có độc. Điều phối dung hợp là luyện ra được độc dược chí mạng. Các bạn đang nghe truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 333, đan có thể nuôi người, độc có thể diệt sinh. Thậm chí có thể căn cứ vào tu vi khác nhau mà xuất hiện bột phấn độc đan khác nhau. Mãi một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mới từ từ mở mắt ra. Lần luyện chế phá trướng đan này, với Mạnh Hạo thì đây chính là một buổi lễ rửa tội, khiến hắn lý giải nhiều hơn về đan đạo. Có lẽ nếu một ngày nào đó đan đạo của ta đạt tới trình độ như đan quỷ đại sư, ta có thể tự giải được độc của Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể mình. Mạnh Hạo chợt mở mắt ra, tinh quang lóe lên trong đôi mắt. Hồi lâu sau, tinh quang này mới dần biến mất. Mạnh Hạo bình ổn tâm tình. Hắn có cảm giác tuy mình vẫn là trúc cơ 5 tòa đạo đài, nhưng nếu thêm đan đạo thì chiến lực thực tế đã vượt qua lúc trước. Nếu Mạnh Hạo chuẩn bị thêm đan độc rồi, sau này khi gặp Chu Kiệt, muốn giết kẻ này cũng đầy cách, và lại rất là dễ dàng. Mạnh Hạo im lặng lấy mảnh nhỏ của miếng da ra, nghiên cứu một phen. Mấy ngày nay trừ luyện đan ra, thời gian khác hắn đều dành để nghiên cứu cách dùng da lột này. Của cực yếm, vật ấy cứng tới vô cùng. Mạnh Hạo dùng đủ phương pháp rồi mà chẳng thể khiến nó bị hư hại chút nào. Dẫu có lấy lò luyện đan ra luyện nó thì cũng không có hiệu quả gì. Cũng may da lột này đều đã nát vụn, thậm chí có một số còn nổ tung thành mảnh nhỏ, đều bị Mạnh Hạo thu lại. Ngày sau lại nghĩ biện pháp dùng vật này vậy. Nay ngoài việc ta phải để cao trình độ đan đạo ra, thì đạo đài của bản thân cũng phải tăng lên thêm một bước. Hơn nữa tu vi hiển lộ ra cho đám người Tử Vận Tông này xem cũng phải dần tăng lên. Mạnh Hạo thì thào, nhắm mắt, nhíu mày suy nghĩ. Ta cần đan phương của đan dược dùng cho trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo đứng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi ra khỏi động phủ tới chỗ Lệ Đào. Tới lúc hoàng hôn, Mạnh Hạo quay về, hắn lấy đan phương của phá trướng đan đổi lấy đan phương linh đại đan cho trúc cơ trung kỳ sử dụng.
có đan phương, Mạnh Hạo bắt đầu tìm tòi luyện chế. Hắn chỉ cần luyện ra một viên là đủ, chứ không cần luyện quá nhiều, cho nên với thân phận đan sư này, hắn có thể ghi nợ thêm chút dược thảo nữa ở đan đông nhất mạch này. Thời gian nhoáng cái trôi qua 7 ngày. Một ngày này Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, ngừng hấp thu linh đài đan trong cơ thể. Mấy ngày trước hắn luyện ra linh đài đan, chỉ là viên đan này hao phí mấy phần tài liệu của Mạnh Hạo, và lại dược hiệu cũng không hề tốt như mong đợi. Này cũng chỉ có thể như vậy, trừ phi có nhiều linh thạch và đan phương hơn, còn có một vài dược thảo khá chân quý, rất nhiều thứ không thể ghi nợ mà phải dùng vật để đổi. Này biện pháp duy nhất là làm cho mình nổi danh, chỉ như vậy mới có thể khiến nhiều đệ tử nội môn tới tìm mình để luyện đan hơn. Thu hoạch càng lớn, trình độ luyện đan của ta chẳng những có thể được nâng cao, mà có thể lấy được nhiều dược thảo để luyện chế đan dược cho bản thân. Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ, rồi giơ tay phải lên, lấy hết đan dược bên người đi, thấy bên ngoài đã là xế chiều liền đi ra khỏi động phủ. Vừa rời khỏi Giáp Nhất Cốc, hắn liền thấy Bạch Vân Lai tới. Hôm nay là ngày hẹn với Đinh Dũng, hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nơi giao hẹn ngày đó. Đinh Dũng đã sớm đến, lúc này lòng khẩn trương vô cùng, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, yên lặng chờ đợi. Khi Mạnh Hạo đến thì vội nhìn chằm chằm hắn. Mạnh Hạo bình tĩnh bước tới, khi tới gần thì lấy ra một bình đan đưa cho gã. Viên đan này không thể dùng lúc trăng lên, mà phải dùng lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt nhất thì mới có thể thôi phát được toàn bộ dược hiệu. Mạnh Hạo thản nhiên nói xong cũng chẳng hề để ý tới Đinh Dũng mà xoay người rời đi. Đinh Dũng nhận lấy bình đan dược, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, cũng không nói lời nào mà xoay người bước đi. Giữa trưa ngày hôm sau, khi trời nắng chang chang, Đinh Dũng khoanh chân ngồi trên tảng đá bên ngoài động phủ. Sau khi bố trí trận pháp ở bốn phía, gã hít sâu một hơi, lấy viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế cho ra, nhìn ngắm cẩn thận. Đinh Dũng hơi chần chừ, nhưng sau đó nhanh chóng quyết định. Nếu Phương Mộc kia dám lừa ta, ta sẽ không để yên cho hắn. Đinh Dũng cắn răng một cái, nuốt đan dược vào trong bụng. Ngay tức khắc đầu óc gã chấn động, toàn thân run rẩy, linh khí như cơn sóng dữ bùng lên trong cơ thể gã. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, tới ba ngày sau, thân thể Đinh Dũng run rẩy. Trong hoàng hôn ngày thứ ba này, gã mở choàng mắt ra. Gần như ngay khi gã mở mắt, dao động tu vi trúc cơ hậu kỳ lập tức phóng ra, ầm ầm khuếch trương ra bốn phía. Ánh mắt gã đầy kích động, gã đứng bật dậy, cẩn thận quan sát tu vi, tâm tình kích động mà ngửa mặt lên trời cười vang. Tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, khiến không ít đệ tử nội môn chú ý. Rồi bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, tinh thần đều chấn động. Đinh Dũng đã đột phá rồi. Gã kẹt ở trúc cơ trung kỳ nhiều năm, nhưng giờ đã đột phá rồi. Đinh Dũng đột phá đã dấy lên náo động không nhỏ trong đám đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch. Phải biết rằng một khi đạt tới trúc cơ hậu kỳ là có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm, mà Đinh Dũng kẹt ở bình cảnh này nhiều năm. Như vậy gã đột phá một cái là đã có tư cách tấn thăng đệ tử hạch tâm, chẳng khác gì lại tăng thêm một địch thủ. Nếu chỉ như vậy, đám đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch cũng chỉ chú ý tới Đinh Dũng, tuy lần này đột phá đột ngột như vậy, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Chẳng qua Bạch Vân Lai vẫn luôn chú ý tới động phủ của Đinh Dũng, gần như ngay khi nhận ra Đinh Dũng đột phá. Y liền lập tức đem chuyện Đinh Dũng đột phá như nào, tìm Mạnh Hạo luyện đan ra sao truyền bá ra ngoài. Như vậy chẳng khác gì mượn chuyện Đinh Dũng đột phá tu vi mà đem chuyện Mạnh Hạo luyện đan lan truyền khắp Tử Khí Nhất Mạch với tốc độ nhanh như gió. Khiến cho mới mấy ngày, đám đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch toàn bàn tán về Đinh Dũng và Phương Mộc. Mà ở trong tông môn, có bao nhiêu đệ tử nội môn vì luyện đan mà đi mời đan sư, trọng điểm ngoài trình độ của đan sư thì chính là danh tiếng. Danh tiếng càng lớn, tất nhiên càng được nhiều người mời. Nhờ sự thúc đẩy của Bạch Vân Lai, nương chuyện Đinh Dũng đột phá mà tuyên truyền bốn phía, cái tên Phương Mộc lập tức truyền khắp nội môn. Với chuyện này, Đinh Dũng gần như không hề chần chừ mà lập tức quyết định để mặc cho Mạnh Hạo mượn lực từ phía mình. Thậm chí hễ có ai tới dò hỏi thì đều nói thẳng là nhờ đan dược Phương Mộc luyện cho mà gã mới đột phá được tu vi. Chuyện này rất dễ hiểu. Đinh Dũng có thể nói là tự mình nghiệm chứng sự đáng kinh ngạc của đan dược của Mạnh Hạo. Tất nhiên không dám vì chút chuyện nhỏ đó mà đắc tội, nên dứt khoát làm tới cùng để kết thiện duyên, sau này nhờ luyện đan cũng dễ.
Như thế lại càng khiến tên của Phương Mộc dần dần, càng lúc càng nổi lên trong đám đệ tử nội môn ở Tử Khí Nhất Mạch, gần như không người không biết. Nhưng gần nghìn đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, đám đệ tử nội môn đều có người mà mình tin tưởng, chỉ là nghe đồn nên không dễ đổi người. Cho dù là Đinh Dũng nhờ đan dược của Phương Mộc mà đột phá thì vẫn chần chừ. Cho đến khi tin này truyền vào trong ngoại môn của Tử Khí Nhất Mạch, tên Tô Trung Luân chuyên kiểm tra đan dược nghe được thì mắt tỏa sáng. Một tháng trước gã vẫn luôn suy đoán xem vị đan sư họ Phương kia rốt cuộc là ai, tới đan các của đệ tử nội môn cũng không thu hoạch được gì. Từ đó về sau gần như mỗi một lần ngoại môn được chuyển đan dược đến, gã đều cẩn thận kiểm tra, nhưng cuối cùng không thấy được đan mà Mạnh Hạo luyện chế, thầm thở dài đã lâu. Này gã vẫn còn giữ bình ngưng khí đan kia, thường xuyên lấy ra quan sát, lòng lại càng thêm bội phục, đồng thời cũng càng thêm tò mò về thân phận vị Phương đan sư kia. Cho đến khi có tin tức về Phương Mộc và Đinh Dũng truyền tới, gã gần như có thể khẳng định được 8 phần là Phương Mộc này rất có khả năng chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu. Vì thế gã kích động lao ra ngoại môn, chạy thẳng tới Đan Đông Nhất Mạch, tìm Bạch Vân Lai, khẩn cầu y giới thiệu, mời Phương Mộc đan sư luyện đan. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo tất nhiên biết những chuyện mà Bạch Vân Lai làm. Từ lúc tên tuổi nổi lên, hắn cũng chờ người khác tới mới, nhưng mấy ngày qua đi mà lại chẳng thấy ai đến, khiến cho Mạnh Hạo không nhịn được nhíu mày lại. Giờ phút này nghe nói rằng Tô Trung Luân thỉnh đan, Mạnh Hạo lập tức đồng ý. Vài ngày sau, khi nhận được đan dược mà gã cần, Tô Trung Luân lập tức trở về phòng thổ nạp một lát, cẩn thận quan sát trước. Nhưng gã càng xem thì đôi mắt lại càng tỏa sáng, tới lúc cuối gã hô hấp trở nên dồn dập. Dược lực của 5 thành dược thảo, đây là đan dược có 5 thành lực. Chỉ có chủ lô đan sư mới có thể dùng quan hệ phối hợp giữa dược thảo khác nhau mà luyện chế ra, đan sư tầm thường căn bản không thể làm được. Cùng lắm là đạt tới dược hiệu 3 thành đã là đáng kinh ngạc rồi. Phương Mộc này, hắn thân là đan sư, nhưng lại luyện ra được đan dược cấp chủ lô. Tô Trung Luân cố nén kích động, lấy ra 5 viên ngưng khí đan lúc trước ra so sánh, sau đó không chút do dự nuốt đan dược mình cần. Mấy canh giờ sau, gã mở mắt ra. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 334. Một bước lên trời. Một loại đan dược nếu nuốt nhiều quá, hiệu quả sẽ càng ngày càng ít. Đây là bởi vì dược thảo trong đan dược và chính bản thân mình tồn tại vấn đề. Kể từ đó, giá trị to lớn của việc đan dược có thể phát huy 5 thành dược lực là có thể tưởng tượng. Tô Trung Luân hít sâu một cái, sau khi tự mình nghiệm chứng, gã đã hạ quyết tâm nhất định phải kết giao thật tốt với Mạnh Hạo. Một ngày nào đó, kẻ này sẽ một bước lên trời, chính là kết cục đã định, nhưng hôm nay còn chưa hiển lộ. Ra, người ngoài còn nhiều chần chừ, lúc này ta vừa vặn giúp hắn một phen, có thể kết lấy thiện duyên về sau. Ý tưởng của Tô Trung Luân không bàn mà hợp với Đinh Dũng nhưng mà lại kiên định hơn, dù sao gã đối với dược thảo có tạo nghệ. Khiến cho gã cũng hiểu rõ hơn so với Đinh Dũng, giá trị to lớn của đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế. Lại một vòng oanh động dấy lên ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch. Mà chuyện khiến cho mọi người phải náo động chính là do Tô Trung Luân gây ra, không phải do gã đột phá tu vi mà là tu vi tinh tiến không ít. Hơn nữa ở trong tông môn, thường nói đến đan dược của Phương Mộc đan sư, thậm chí còn lấy ra 2 viên đan dược giống nhau như đúc. Một viên là của Mạnh Hạo, viên còn lại là của một đan sư khác, làm bình luận so sánh. Trước có Đình Dũng, sau có Tô Trung Luân, này 2 chuyện xuất hiện, có 2 chuyện này xuất hiện, thêm Bạch Vân Lai đến trợ giúp. Liên tục trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, trong toàn bộ nội môn của Tử Khí Nhất Mạch chỉ bàn luận đến một người, chính là Phương Mộc đan sư. Cũng chính là lúc này, bắt đầu dần dần có đệ tử nội môn tìm tới chỗ Mạnh Hạo, nhờ luyện đan. Vừa mới bắt đầu các đệ tử nội môn còn ôm thái độ chần chừ, tìm tới Bạch Vân Lai, bảo gã dẫn Mạnh Hạo đến luyện đan. Mạnh Hạo thì ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần người đến tìm hắn luyện đan, đều đồng ý tất, chẳng sợ lò luyện đan vì hoạt động quá nhiều mà nổ tung, nổ xong thì lập tức đổi lò mới. Nhóm đầu tiên đến tìm Mạnh Hạo luyện đan chính là 5-3 tên đệ tử nội môn, sau vài ngày lấy được đan dược của mình,
cả đám lập tức trở về động phủ để phục dụng đan dược. Trương Thủy Lãi là một người trong số đó, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn gã không có chút nào thu hút, về phần tìm đan sư luyện đan, việc này gã cũng chỉ làm một lần. Hiểu được sự phong quang của đan sư, gã rất cảm khái. Nhưng trong túi lại không dư giả bao nhiêu, nên mỗi tháng chỉ có thể dùng đan dược nội môn phát cho. Lúc này đây gã sở dĩ quyết định tìm Mạnh Hạo luyện đan, là vì gã cảm thấy đây có lẽ là một lần cơ hội. Dù sao mấy ngày này cái tên Phương Mộc được rất nhiều người nhắc đến, cho nên gã mới quyết định thử một lần, trong đó tâm tư đánh cuộc một lần chiếm phần lớn. Giờ phút này gã đang ở trong động phủ, nhìn bình thuốc trong tay, bên trong có 10 viên đan dược dành cho trúc cơ sơ kỳ dùng. Gã hít sâu một cái, đổ ra một viên rồi lập tức nuốt vào. Nhưng rất nhanh hai mắt gã liền mạnh mẽ mở ra, lộ vẻ khó tin, gã kinh ngạc nhìn bình đan dược trong tay. Nhưng vô luận nhìn như thế nào thì cũng cảm thấy, đan dược trong tay không khác gì những đan dược trước đây gã từng dùng. Sau một lúc lâu, dược lực của đan dược bị gã hấp thu, Trương Thủy Lãi mới hít sâu một cái, từ trong túi trữ vật cẩn trọng lấy ra lại một cái bình thuốc, bên trong có 2 viên đan hoàn dành cho trúc cơ sơ kỳ. Sau khi cẩn thận lấy ra, gã chần chừ một chút rồi lại nuốt vào. Một lát sau, hắn lại lộ ra vẻ không thể tin. Sao lại thế này? Năm đó ta tìm đan sư luyện chế đan dược hiệu quả không tệ, dược lực cũng có thể hóa thành linh khí. Nhưng... đan dược do Phương Mộc luyện chế sao lại mạnh mẽ đến thế? Dược lực hóa thành linh khí nhiều hơn gần phân nửa đan dược của đan sư kia. Hô hấp của Trương Thủy Lãi đã có chút dồn dập, hai mắt sáng lên. Nếu giờ phút này gã vẫn không rõ vấn đề, cũng sẽ không trở thành đệ tử nội môn. Gã gần như không hề chần chừ nửa phút, mạnh mẽ đứng dậy, lao ra khỏi động phủ, thừa dịp những người khác đang còn do dự phải đi tìm Mạnh Hạo luyện thêm nhiều loại đan dược nữa. Nhưng ngay khi gã lao ra, thời điểm tới lân cận sơn cốc của Đan Đông Nhất Mạch, gã lập tức nhìn thấy được vài tên đệ tử nội môn vừa rồi đi lấy đan dược cùng với gã, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều rất phấn chấn. Đi rồi mà quay lại, mấy người liếc mắt nhìn nhau không nói tiếng nào, đều tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng đến được sơn cốc của Đan Đông Nhất Mạch, muốn tìm Bạch Vân Lai. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn, so với lần đầu tiên thỉnh đan lúc trước, đã hoàn toàn trái ngược. Có lẽ bọn họ không có năng lực để phân biệt được hiệu quả cụ thể của đan dược, nhưng một khi nuốt đan dược vào đều lập tức phát hiện, đan dược của Mạnh Hạo có sự khác thường. Nếu đan dược của đan sư khác đạt được 10 thành hiệu quả, như vậy đan dược của Mạnh Hạo sẽ là 15 thành. Nhiều hơn gần một nửa, những thứ này đủ để cho đệ tử nội môn kinh hỉ. Mà trên thực tế bọn họ cũng không hiểu, không phải là đan dược của Mạnh Hạo nhiều ra gần phân nửa dược lực, mà là toàn bộ đan sư của cả Nam Vực bị vây tại một cảnh giới đan tu nhất định. Đan dược bọn họ luyện chế chỉ có thể giữ lại tầm khoảng 3 thành dược lực của thảo dược, còn lại đều bị tiêu hao khi luyện chế. Riêng Mạnh Hạo thì có linh lực đặc thù khiến cho đan dược hắn luyện chế, cho dù không phải toàn tâm toàn ý, cũng có thể giữ lại khoảng 5 phần dược lực thực sự, kể từ đó liền phân cao thấp. Tính tình nóng nảy Phương Mộc, các đệ tử nội môn gần như có thể đoán được. Từ khi nhóm đệ tử nội môn đầu tiên đến cầu luyện đan đi mà quay lại, tin tức này dần dần truyền ra, thậm chí đến cuối cùng đã không cần đến Bạch Vân Lai trợ giúp. Sau đó hảo hữu của những đệ tử nội môn này biết được tin tức, đều tới tìm Mạnh Hạo luyện đan, dần dần, lại lan truyền ra, đan dược của Mạnh Hạo vượt xa các đan sư khác. Việc này không ngừng khuếch tán, danh khí của Phương Mộc đan sư, càng ngày càng cao. Nghe nói, Đan Đông Nhất Mạch có xuất hiện một người tên là Phương Mộc đan sư, đan dược người này luyện chế hiệu quả mạnh gần như gấp đôi các đan sư khác. Việc này làm sao có thể? Ta tuy không đi theo con đường đan đạo nhưng kết giao với không ít đan sư, đối với chuyện này cũng có một chút hiểu biết, trừ phi tạo nghệ của tên Phương Mộc đã đạt đến chủ lô, nếu không thì không có khả năng vượt qua nhiều như thế. Ha ha, cũng không phải là không thể, thử một lần sẽ biết, hãy để cho Phương Mộc này luyện chế một viên, không phải sẽ biết được sao? Kiểu bàn luận như thế, ở bên trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, lưu truyền không ít. Đến cuối cùng, chỗ ở của Bạch Vân Lai mỗi ngày đều có không ít người đến tìm kiếm. Dù sao Đan Đông Nhất Mạch, người ngoài không thể bước vào, cho nên muốn tìm đan sư luyện đan.
phần lớn đều có ngọc giản để liên hệ với nhau, nhưng cách duy nhất để liên hệ với Mạnh Hạo chỉ có đến Bạch Vân Lai tìm hắn mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 335, Một Bước Lên Trời, 2. Càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn đến chỗ Bạch Vân Lai, đăng môn bái phỏng. Tình trạng này chẳng những khiến Bạch Vân lại bận đến không thở nổi, Mạnh Hạo lại càng bất ngờ, gần như toàn bộ thời gian mỗi ngày đều dành cho việc luyện đan bận rộn đến tối mắt. Dần dần, hắn có chút không chịu nổi, làm cho hắn cảm thụ được khoái hoạt trong đau đớn. Theo số lượng đan dược tăng dần, tạo nghệ của Mạnh Hạo trên đan đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn thu được rất nhiều phương thuốc dân gian, cắt xén không ít dược thảo. Cuối cùng mắt thấy sự việc càng diễn càng náo, nhất là sau khi kiên trì 2 tháng, toàn bộ đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch có liên quan đến việc phương mộc luyện đan đều đã tuyên truyền xôn xao. Nhưng phàm là người ôm tâm lý thử một lấy, chỉ cần lấy được đan dược của Mạnh Hạo, toàn bộ đều khiếp sợ, rồi lại đến. Thậm chí còn có không ít người, càng thêm trực tiếp, đoạt lấy đan dược trong tay người nhờ Mạnh Hạo luyện đan, hoặc là nuốt vào, hoặc là tìm người hỏi ý kiến. Tóm lại, cuối cùng khi chiếm được đáp án, liền không hề có chút chần chừ, đi thẳng tới đan đông nhất mạch tìm Bạch Vân Lai. Cho đến khi Mạnh Hạo đã bận tới mức không thể ngẩng mặt lên, nợ không ít đan dược thì hắn rốt cục mỏi mệt, cùng thương lượng với Bạch Vân Lai một phen, bắt đầu tăng giá. Căn cứ đan dược khác nhau, thì giá cả cũng sẽ bất đồng, hơn nữa chất lượng của hắn rõ ràng hơn hẳn những đan sư khác. Cuối cùng Bạch Vân Lai nghĩ được một biện pháp mà Mạnh Hạo cũng đã chấp nhận, nhưng hai người hắn còn không có dự liệu được. Nếu không tăng giá thì thôi, một khi tăng giá, mức độ điên cuồng của những người kia càng khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Càng ngày càng có nhiều đệ tử nội môn tham dự vào chuyện này, thậm chí trong số đan sư cũng có người phải lên tiếng than vãn. Thế nhưng những thanh âm bất mãn ấy nhanh chóng biến mất sau khi nghiên cứu đan dược của Mạnh Hạo. Trên thực tế, sở dĩ sẽ xuất hiện tình trạng náo nhiệt như thế, đúng là bởi vì đan dược của Mạnh Hạo có thể tăng thêm 5 phần dược lực so với đan dược bình thường. Điều này đối với đệ tử nội môn, chỗ tốt như thế nào không cần nói cũng biết. Mà điều trọng yếu nhất là, có thể phát huy được 5 thành dược lực có trong thảo dược, ở đan đông nhất mạch, chỉ có tạo nghệ đan đạo đạt đến cấp độ chủ lô mới có thể làm được. Mà đan sư cấp bậc chủ lô, căn bản sẽ không luyện đan cho đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch, có thể làm cho bọn họ luyện đan. Chỉ có đệ tử hạch tâm, nhưng Mạnh Hạo xuất hiện, khiến cho đệ tử nội môn như thấy được hy vọng. Đan dược cấp bậc chủ lô nhưng lại do đan sư luyện chế, chuyện này tốt thế nào không cần nghĩ cũng rõ. Quan trọng là, bọn họ có thể nhờ được Mạnh Hạo, còn cấp bậc chủ lô, bọn họ mời không được. Cho nên, cho dù là bỏ thêm tiền mà mua được đan dược cấp bậc chủ lô, loại đan dược có tiền cũng không mua được, đối với đệ tử nội môn mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận. Phương Mộc nổi giận. Hắn chẳng những giận đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch, mà còn giận dược đồng của đan đông nhất mạch, do bọn họ đã truyền ra việc chấn động trong ngày Mạnh Hạo thi thăng chức đan sư. Dần dần, cái tên Phương Mộc, ngay cả mấy lão già của Tử Vận Tông cũng nghe được, khiến bọn họ đều chú ý tới việc này. Mà vào lúc này, có không ít đan sư ở đan đông nhất mạch không cam lòng, tiêu phí một cái giá rất lớn để mua được một số đan dược trong tay người nhờ Mạnh Hạo luyện đan. Bắt đầu nghiên cứu, để rồi sau đó, chấn động đã tăng lên theo số lượng đan sư tham dự nghiên cứu. Đến cuối cùng, cho dù Mạnh Hạo tăng giá cao tới đâu, nhưng danh sách người mua và các đan loại đan dược chỗ Bạch Vân Lai càng ngày càng nhiều. Hắn ở trong khoảng mấy tháng này cũng đạt được ước chừng mấy trăm phương thuốc dân gian, linh thạch càng có thể nói là chảy vào cuồn cuộn. Thêm vào đó là vô số đan dược bị hắn cắn xén, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ hưng phấn, gần như đã không có thời gian dành cho chính mình. Mỗi ngày luyện đan, lúc nào cũng luyện đan, linh lực trong cơ thể khô kiệt thì nuốt đan khôi phục. Ngắn ngủn mấy tháng, trong quá trình luyện đan tỏa đạo đài thứ 6 của Mạnh Hạo cứ thế mà đã mở ra một nửa. Có thể tưởng tượng ra được, mấy tháng này, hắn làm việc cật lực như thế nào. Cho đến khi Mạnh Hạo cảm thấy thật sự là không thể hoàn thành được số lượng đan dược đặt hàng, lập tức quyết đoán. Nói với Bạch Vân Lai tuyên cáo cho bên ngoài biết mỗi ngày chỉ luyện ba lô đan, tuyệt đối không hơn.
Chuyện này không có cách nào khác để giải quyết, buộc Mạnh Hạo phải nghĩ đến phương pháp này. Quy tắc vừa thiết lập, dựng xảo thấy bóng, lập tức có không ít sự bất mãn, thậm chí không tiếc lời chửi rủa hắn. Tuy nói như thế, nhưng cho dù mỗi ngày ba lô đan, hắn cũng không có một ngày rảnh rỗi. Mà nguy hại hơn cả là để có thể kiếm được một suất luyện đan, đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch lập tức thi triển rất nhiều thủ đoạn. Danh tiếng Phương Mộc triệt để quật khởi ở trong Tử Vận Tông, đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, dĩ nhiên không người không biết Phương Mộc, đan sư của Đan Đông Nhất Mạch cũng đồng dạng như vậy. Đối với cái tên Phương Mộc vừa mới tấn chức đan sư hơn nửa năm, mấy ngày này như sấm bên tai. Đệ tử nội môn cùng đan sư còn như thế, thì càng không cần phải nói tới ngoại môn của Tử Khí Nhất Mạch cùng dược đồng của Đan Đông Nhất Mạch. Bốn chữ Phương Mộc đan sư, như một cỗ cuồng phong quét ngang, ở trong hàng ngũ đệ tử Tử Vận Tông, danh khí càng ngày càng cao. Vì vậy, đối với con người Phương Mộc, có đủ loại suy đoán, trong đó nhiều nhất là tính cách hắn cổ quái. Rất ít nói, không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, cơ hồ đã trở thành nhận định của đại đa số mọi người. Bởi vì cho dù đã nổi tiếng đến trình độ này, nhưng ngay cả bộ dáng của Phương Mộc như thế nào cũng có rất ít người biết được. Hết thảy mọi chuyện nhờ luyện đan, đều là Bạch Vân Lai phụ trách, mà Phương Mộc ở đây, tuy ngoại nhân đều biết được kỳ danh, nhưng lại không thể nhìn thấy. Hơn nữa Đan Đông Nhất Mạch có tính đặc thù, nên đệ tử Tử Khí Nhất Mạch không thể xâm nhập, kể từ đó, Phương Mộc ở trong mắt đệ tử nội môn Tử Khí Nhất Mạch càng lúc càng thần bí. Nhất là quy tắc, mỗi ngày ba lô đan, đồng dạng có thể so với cấp bậc chủ lô đan sư, tất cả mọi điều. Trong lúc vô hình đều khiến cho cái tên Phương Mộc ở trong Tử Vận Tông càng ngày càng thêm thần bí. Thậm chí lúc trước hắn luyện chế đan dược, bởi vì quy củ mỗi ngày ba lô, rõ ràng sẽ gây ra bên trong đệ tử nội môn một hồi giao dịch, giá cả càng lúc càng bị kéo lên. Giờ này khắc này, ở chỗ sâu trong Đan Đông Nhất Mạch, có một ngọn núi tử sắc, núi này không cao, ở trong dãy núi, phảng phất như bị ẩn giấu đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở ngọn núi không cao này, lại tồn tại một cỗ khí thế khó có thể hình dung, rõ ràng thấp bé, nhưng lại là trung tâm của dãy núi. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 336, Lưu Mỗ Chính Là Quy Củ 1. Giờ phút này bên trên ngọn núi, có một lão già đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn gỗ, nhìn qua một viên đan dược đặt ở trước mặt, mắt lộ ra kỳ quang. Ở bên người lão già này có ba người. Ba người này niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi đã đạt đến nguyên anh. Thế nhưng ở trước mặt lão già này mà lại không dám thở gấp, thần sắc cực kỳ cung kính. Lão già này chính là sư phụ của Sở Ngọc Yên, đan quỷ đại sư danh chấn thiên hạ. Lão nhìn qua viên đan dược ở trước mặt đã lâu, cho đến khi trời bắt đầu hoàng hôn, lão mới chậm rãi giơ tay lên, cầm viên đan dược này lên. Thú vị! Sau nửa ngày về sau, đan quỷ đại sư nở nụ cười. Tay phải nắm lại, viên thuốc này hóa thành cho bụi, tiêu tán vào không khí. Đan lão, ở chỗ Tử Khí Nhất Mạch đã có chút bất mãn. Người ngồi chính giữa ở trong ba người sau lưng đan quỷ đại sư Trần. Chưa một chút, nhẹ giọng mở miệng. Bất mãn cái gì, bảo bọn hắn chịu đựng đi, nếu như nhịn không được, động tới đệ tử Đan Đông Nhất Mạch của ta. Lão phù cắt phần đan dược của Tử Khí Nhất Mạch bọn hắn trong 10 năm. Đan quỷ nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, thân ảnh biến mất. Ba người kia nhìn nhau một cái, cười khổ hướng về phía đan quỷ biến mất cúi đầu thật sâu. Lúc này mới quay người rời đi. Giờ phút này trời đã hoàng hôn. Ở vùng biên giới của ngọn núi Tử Sắc, có một ngọn núi chính cao vút trong mây. Chỗ đó tồn tại một gian lầu các dựng ở giữa sườn núi. Tòa lầu các có hơn phân nửa thò ra khỏi ngọn núi. Giống như lơ lửng trong mây, ban ngày đứng ở bên trong, có thể bao quát đại địa. Ban đêm, nhìn vào trong tinh không, giống như có thể bước đi trong không trung. Hoàng hôn hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ rọi khắp mặt đất, rơi lên trên thân người, khiến cho người ta có cảm giác lười biếng. Ánh chiều tà vàng óng ánh, trong tầng mây cuối chân trời, có một thân hình xinh đẹp. Ở trong lầu các, gió núi theo trời chiều mà đến, giống như không thể thổi bay vân hà, nhưng lại khiến mái tóc đen bay múa,
mái tóc đen nhánh kia chính là của Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên bình tĩnh đứng ở trong lầu các, tóc dài phất phới. Nàng dần dần nhíu mày, ngọc thủ nâng lên, ở bên trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên đan dược. Hắn luyện như thế nào? Hẳn là hắn có thiên tư cực cao về đan đạo, giống như thân thể hắn chính là dược thảo. Trong thiên địa này, chẳng lẽ thật sự có loại thiên phú cao đến như thế sao, đủ để hắn kiệt ngạo cả thế hệ? Sở Ngọc Yên trầm mặc, viên đan dược vàng như nến, thoạt nhìn cũng không có gì quý giá, nhưng lại khiến nàng hao tốn một ít linh thạch. Từ trong tay đệ tử nội môn tử khí nhất mạch mua được, cái này đan dược, tự nhiên là do luyện chế Mạnh Hạo. Sau khi lấy được đan dược này, Sở Ngọc Yên vốn có chút khinh thường, nhưng sau đó mang nó đi nghiên cứu thoáng qua một chút. Thế nhưng theo quan sát của mình, sắc mặt của nàng không ngừng mà biến hóa, đến cuối cùng dường như phải trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Viên đan dược này, nàng phải liên tiếp nghiên cứu 7 ngày, cơ hồ đem viên đan dược này mài nhỏ, mà ngay cả bột thuốc đều không buông tha. Sau khi phân tích một chút, cho dù nội tâm nàng rất bực bội với Mạnh Hạo, nhưng lại không thể không thừa nhận viên đan dược này. Cho dù là nàng, cũng cần hết sức chăm chú mới có thể luyện ra. Sau đó Sở Ngọc Yên dùng phương pháp độc môn của sư tôn nàng Đan Quỷ Đại Sư, luyện hóa đan dược này lại một lần nữa, đem bột phấn ngưng tụ thành đan. Sau hai lần tôi luyện, khiến cho dược hiệu của viên đan dược này phát huy được 6 thành dược lực của thảo dược, cái này đã là cực hạn của nàng. Nếu như người này cũng học xong phương pháp của sư tôn, không biết có thể luyện ra được đan dược đạt mức độ nào. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng thì thào, nhìn về Vân Hà phía xa. Hồi lâu lại cúi đầu nhìn qua đan dược trong tay. Sư tôn từng nói, ta có thể từ trên người hắn tìm được cảm ngộ để luyện hóa tam phàm đan, nhưng người này cực kỳ ngạo mạn. Lần trước ta đi tìm hắn, lại đóng cửa không ra. Sở Ngọc Yên nghĩ tới đây, càng thêm bực bội. Nàng phát hiện mình đối với tên Phương Mộc này, chỉ cần nhắc tới tên thôi thì đã lập tức bực bội, thật sự đáng giận. Mức độ chán ghét của tên Phương Mộc này có lẽ đã có thể so sánh với tên Mạnh Hạo chết tiệt. Sở Ngọc Yên cắn răng nói nhỏ, hiển nhiên trong nội tâm của nàng, người đáng giận nhất chính là Mạnh Hạo, mà người thứ hai là Phương Mộc. Chỉ là ngay cả chính cô ta cũng không biết, vì sao đối với tên Phương Mộc lại cảm thấy bực bội như thế. Nếu như cô ta biết được Mạnh Hạo cùng Phương Mộc là một người, có lẽ sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Đúng lúc Sở Ngọc Yên nói thầm, Mạnh Hạo cũng đang luyện một lò đan dược, quanh một tiếng nổ tung mạnh quanh quần động phủ, lại để cho Mạnh Hạo thở dài. Mấy tháng này hắn mỗi ngày đều luyện đan. Lúc này mới đem số đan dược trước kia thiếu nợ trả hết cho đệ tử nội môn tử khí nhất mạch. Cuối cùng khi luyện xong, thì cái lò luyện đan đã hoàn buông xuôi, giờ phút này đã hoàn toàn báo hỏng. Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, đẩy của động phủ đi ra, nhìn trời chiều phía xa, thở sâu, gió núi mang theo cảm giác tươi mát. Rơi vào trong miệng, lại để cho Mạnh Hạo có cảm giác đau nhức đầu, động tác bị trì hoãn một lát. Cuối cùng cũng luyện xong đan dược để trả nợ, kế tiếp ngoại trừ mỗi ngày 3 lô. Những lúc khác có lẽ ta nên luyện những đan dược cần thiết để tu hành, linh thai đan đã mất hiệu lực, muốn tu luyện thì phải dùng trúc cơ thiên. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, trúc cơ thiên chính là một loại đan dược dùng cho trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng dược lực cực kỳ bá đạo, là loại dược chân quý nhất dành cho đệ tử có tu vi trúc cơ kỳ của Tử Vận Tông phục dùng. Mấy ngày này Mạnh Hạo đã luyện đan mấy ngàn lô đan dược, đan phương đạt được mấy trăm. Trong đó có đan phương của trúc cơ thiên, chính là như vậy, hắn mới có thể nghiên cứu triệt để. Đồng thời có chút cải tiến, chuẩn bị sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, đạt tới trạng thái tốt nhất sẽ luyện chế ít nhất một lò có thể đạt được 8-9 thành của dược thảo. Viên thuốc này, với tư cách dùng để khai mở tòa đạo đài thứ 6, thậm chí trùng kích tòa đạo đài thứ 7. Đáng tiếc là không có cuốn tử khí đông lai. Quyển sách này chỉ có thể đạt đến cấp độ chủ lô mới có thể mượn đọc. Bởi vậy ngoài thuật truyền kỳ, những phương pháp không khác cách nào đạt được, xem ra ai cũng bị nghiêm khắc ghi chép. Mạnh Hạo trầm tư lúc, dứt khoát đi xuống núi, hắn đã có một đoạn thời gian không đi ra ngoài rồi. Cho dù là đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch cũng không có tư cách đi xem quyển tử khí đông lai. Chỉ có thể tu hành theo công pháp được suy diễn từ tử khí đông lai, chỉ có đệ tử hạch tâm của tử khí nhất mạch hoặc là chủ lô đan sư mới có tư cách,
tận mắt nhìn thấy cuốn công pháp này. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, Tử Khí Đông Lai là do tình thế bắt buộc, chỉ có học xong cuốn công pháp này, chuẩn bị đầy đủ để ngưng tụ tử đan, mới xem như xây dựng tốt cho trụ cột hoàn mỹ kim đan. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 337, Lưu Mỗ chính là quy củ, 2. Mặt khác, dược thảo cần thiết để ngưng tụ kim đan hoàn mỹ, tuy ta đã cẩn thận sưu tập, nhưng vẫn là thiếu rất nhiều, cũng chỉ có thể chờ sau khi trở thành chủ lô đan sư mới nghĩ biện pháp thu hoạch. Mạnh Hạo trầm tư, đi qua chỗ sơn cốc, trên đường gặp không ít dược đồng, trong đó có người nhận thức Mạnh Hạo, nhìn thấy Mạnh Hạo bước chậm trên con đường, thần sắc của bọn họ lập tức trở nên kích động. Dù sao ngày đó tấn chức đan sư, có hơn 3 vạn dược đồng tận mắt thấy Mạnh Hạo, giờ phút này nhận ra cũng sẽ không cố ý lảng tránh. Thế nhưng hiện giờ Mạnh Hạo dù sao cũng là đan sư, những tên dược đồng kia không dám tiến lên trước bắt chuyện, nhao nhao cúi đầu. Mạnh Hạo muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy tư, nên sau khi mỉm cười ứng đối một cái, thân thể nhoáng lên. Dứt khoát đã đi ra khỏi sơn cốc của đan đông nhất mạch, nhanh chóng đi vào khu vực của tử khí nhất mạch. Ở chỗ này, người nhận ra Mạnh Hạo cơ hồ không có. Mạnh Hạo đi ở bên trong tử khí nhất mạch, ăn mặc đạo bào đan sư, nhưng không có người đến hỏi thăm, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh. Hành tẩu một lúc, Mạnh Hạo nhìn xem phong cảnh bốn phía, hắn đã đến Tử Vận Tông được hơn 3 năm. Tuy nói quen thuộc rất nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì tông môn quá lớn, không ít địa phương Mạnh Hạo đều không đi qua. Giờ phút này đi tới nơi đây, chợt nghe phía trước truyền đến hồi ồn ào, hơn nữa tên của hắn cũng bị người ta lôi vào cuộc khẩu chiến. Tên Phương Mộc căn bản chỉ là một gã thích mua danh chuộc tiếng, cho là mình luyện đan không tệ, càng ngày càng làm khó dễ chúng ta, việc này không thể nhẫn. Ta đã bẩm báo trưởng lão, đi liên hệ với người của đan đông nhất mạch, muốn người này phải luyện chế dược liệu cho tất cả mọi người. Còn người nữa, chỉ là một tên dược đồng nho nhỏ, còn không tả tội. Lưu Sư Huynh bớt giận, việc này là ta không đúng, thế nhưng trong hơn 10 ngày này danh sách ba lô đan dược mỗi ngày đã được định. Mọi người lập tức huyên náo, còn có tiếng cười truyền ra. Mạnh Hạo nghe xong vài câu, trong đó có giọng nói của Bạch Vân Lai liền đi đến chỗ có thanh âm cãi nhau. Vượt qua một hòn non bộ, đã thấy được sau hòn non bộ còn có một quảng trường, bốn phía cũng có các loại đình các. Ở bên trong đình các đằng kia, có một ít thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn, đang nhìn về phía trong quảng trường, nơi đó đã có vài chục đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch đứng chật chỗ. Những đệ tử có thể ở trong đình các trong, tự nhiên người khác không thể so sánh. Đây chính là những thiên kiêu chi tử của tử khí nhất mạch. Giờ phút này bên trong bốn cái đình đã có bốn vị thiên kiêu chi tử chiếm lấy. Bên cạnh bọn hắn đều những đồng môn thường ngày hay giao hảo của mình. Giờ phút này khi bọn họ nhìn cảnh tượng trong quảng trường, miệng mỉm cười đại đô, khí chất toát ra như kẻ chỉ đi xem náo nhiệt. Quảng trường có hơn 10 người đứng tứ tán ra bốn phía, duy chỉ có Bạch Vân Lai đứng chính giữa. Ở trước mặt hắn có một gã mặc thanh niên áo lam, chính là kẻ vừa buông lời chửi bới. Chỉ bằng một câu nói kia, Lưu Mỗ ở trong tông môn không dám nói là quy củ, nhưng đối với ngươi mà nói thì chính là quy củ. Ta bảo ngươi tự phế đi hai bàn tay để tạ tội, ngươi nhất định phải phế. Sắc mặt của Bạch Vân Lai trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, tu vi hắn vốn rất yếu ớt, dáng vẻ nhìn như bách sự thông, nhưng trên thực tế trong mắt rất nhiều người địa vị của hắn lại rất ti tiện. Chuyện như vậy, mấy ngày này đã không phải là lần đầu tiên rồi, hắn không nới với Mạnh Hạo. Không muốn khiến cho Mạnh Hạo phân tâm, mà luôn âm thầm giải quyết, vì thế khó tránh khỏi việc đắc tội với không ít người. Như thanh niên họ Lưu ở trước mắt chẳng hạn, ỷ vào việc mình ở trong tông môn có chút địa vị, nên đến đây tìm Mạnh Hạo luyện đan. Thế nhưng mỗi ngày chỉ có ba lô đan dược, lại bị những người khác chiếm mất. Bạch Vân Lai cũng trêu chọc không nổi, y còn muốn nói tốt mấy câu, thế nhưng tên thanh niên họ Lưu lại lập tức trở mặt. Người có thể ti tiện, nhưng luôn có tôn nghiêm, thân thể Bạch Vân Lai run rẩy, nhìn chằm chằm vào tên thanh niên họ Lưu ở trước mắt. Đắng chát ở bên trong, hắn giơ tay lên, cười thảm, đang chuẩn bị phế đi đôi tay. Bạch Vân Lai, giọng nói bình tĩnh của Mạnh Hạo truyền đến. Bạch Vân Lai đang đứng chỗ đó sửng sốt một chút,
rồi lập tức quay đầu lại. Sau đó y thấy được thân ảnh của Mạnh Hạo ở một hòn non bộ không xa, đang chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình. Nhìn thấy vậy, nội tâm Bạch Vân Lai kích động, nhưng lại có chút xấu hổ. Gã cảm giác mình đã làm cho Mạnh Hạo phải xấu hổ đến chết với nhiều người. Gã đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì thấy rõ trong ánh mắt Mạnh Hạo, khi dừng trên người mình lại có chút tán thưởng. Cái ánh mắt này, chỉ lóe lên trong tích tắc, lại để cho Bạch Vân Lai hít sâu một cái, giống như tất cả mọi việc đều có người hiểu được. Loại cảm giác đặc biệt này từ khi Mạnh Hạo đến đây liên tục tăng lên, khiến cho Bạch Vân Lai cực kỳ để tâm. Mạnh Hạo xuất hiện, cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt của người khác từ bốn phía, tất cả đều nhao nhao nhìn lại, nhưng lại không có người nào biết Mạnh Hạo là ai. Mà ngay cả các thiên kiêu chi tử của tử khí nhất mạch ở trong các đình viện kia cũng đều nhíu mày, hiển nhiên đối với việc Mạnh Hạo đến đây cũng hết sức lạ lẫm. Ai cho ngươi hạ tay xuống, chẳng lẽ muốn Lưu Mỗ giúp? Ngươi phế đi. Người thanh niên họ Lưu đứng trước mặt Bạch Vân Lai, hất cằm lên, mở miệng khinh miệt. Gã tất nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng nơi này là sơn cốc của tử khí nhất mạch, lúc này y đã buông ra khí thế. Đương nhiên sẽ không vì nhìn thấy một tên đan sư nào đó mà phải hạ đài, nhất là đan sư có địa vị ở trong tông môn, gã cũng có quen biết đa số. Đi theo phía sau người thanh niên họ Lưu, còn có 5-3 người, giờ này đây cả đám đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Vân Lai, miệng thì không ngừng cười lạnh. Bạch Vân Lai, đến nơi này của ta. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn thanh niên họ Lưu thêm lần nào nữa, cũng không thèm để ý tới những ánh mắt từ bốn phía đang đổ dồn về phía mình. Loại người như thanh niên họ Lưu này, Mạnh Hạo đã thấy nhiều rồi. Thiên kiêu chi tử cũng tốt, đạo tử cũng thế, nếu đem thân phận thực sự của Mạnh Hạo phơi bày ra ở chỗ này, những người này đều là chó đất mà thôi, Mạnh Hạo căn bản là không thèm nhìn thẳng. Bạch Vân Lai đi nhanh vài bước, đang muốn đi đến chỗ Mạnh Hạo. Tên thanh niên họ Lưu liền hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nhanh chóng chộp tới phía Bạch Vân Lai. Lưu Mỗ bảo người lăn, chứ không phải bảo người đi. Lời nói cơ hồ vừa ra thì tay phải gần như chộp đến Bạch Vân Lai, khoảng thời gian một cái chớp mắt. Mạnh Hạo đứng ở chỗ đó vốn biểu lộ thái độ bình tĩnh, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra hàn quang như ánh sao, quét về phía thanh niên họ Lưu. Ánh mắt này giống như sấm giật ngang trời đêm, khiến cho mây đen cũng phải tan biến vô tung vô tích. Các bạn đang nghe truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 338, Cấm Đan Lệnh, 1. Trong nháy mắt nó giống như lôi đình cuồn cuộn đánh vào tâm thần của tên thanh niên họ Lưu, khiến cho gã biến sắc. Giống như chỉ trong một chớp mắt không phải là bị Mạnh Hạo nhìn qua, mà là bị một con cự thú có thể cắn nuốt sinh mạng chúng sinh, mang theo uy hiếp cùng với vô tận bá khí ngưng tụ thành thực chất. Làm cho tên thanh niên họ Lưu phải dừng tay lại theo bản năng, chỉ trong chốc lát, Bạch Vân Lai đã đi tới bên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, quay người mang theo Bạch Vân Lai, muốn đi khỏi nơi này. Dùng tu vi cùng với địa vị trong Tử Vận Tông của hắn hiện nay, cho dù những tên này là đệ tử nội môn, thì cũng cách biệt quá xa với hắn, cũng không cần phải ở trước mặt những tên thiên kiêu chi tử này khoe khoang cái gì. Một màn này diễn ra, tu sĩ ở trong quảng trường tử khí nhất mạch, ngoại trừ bản thân tên thanh niên họ Lưu thì không có người cảm giác được. Mà ngay cả mấy người đi theo thanh niên họ Lưu, cũng không có phát giác được chút nào. Chỉ cảm thấy vừa rồi ánh mắt kia của Mạnh Hạo rất là lăng lệ ác liệt mà thôi. Nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt thì chỉ cần trừng mắt lên là tất cả mọi người đều có thể làm được, đương nhiên bọn hắn sẽ không thèm để ý. Đến, duy chỉ có bốn tên thiên kiêu chi tử của tử khí nhất mạch ở trong các đình viện kia phát hiện được chút manh mối. Giờ phút này vẻ mặt bọn hắn đều có sự biến hóa dồn dập, càng lúc càng ngưng trọng, thậm chí như có điều suy nghĩ. Bất quá tùy tùng ở bên cạnh bọn hắn, lại hiển nhiên cũng giống như phần đông tu sĩ đang đứng trong quảng trường. Không thể phát hiện được điều gì. Tử khí nhất mạch há có thể là nơi để các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Đứng lại, vừa rồi Lưu Sư Huynh đã nói quy củ, tên Bạch Vân Lai này chỉ có thể lăn đi, không thể đứng mà đi. Uy phong thật lớn, cho dù ngươi là đan sư, thì cũng không thể xem thường đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch ta như vậy. Mấy tên tu sĩ đứng phía sau tên tu sĩ họ Lưu,
giờ phút này lập tức nhảy ra, ngăn cản đường đi của Mạnh Hạo, hiện ra ánh mắt bất thiện. Ngươi có thể rời đi, nhưng tên Bạch Vân Lai này bất kính với ta, nếu như không tự phạt, thật sự là khi dễ đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch chúng ta quá mức. Tên thanh niên họ Lưu giờ phút này hít sâu một cái, bước ra vài bước, lạnh giọng mở miệng. Nhưng gã đối với Mạnh Hạo đã có chút sợ hãi, cho nên khí thế trong lời nói cũng ít đi rất nhiều, nhưng này vẫn còn ý ương ngạnh, dây dưa không ngừng. Sắc mặt của Bạch Vân Lai tái nhợt, sự phẫn nộ trong mắt bị ý chí cưỡng ép đè xuống, y biết rõ tuy Mạnh Hạo là đan sư. Nhưng nơi đây có nhiều đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch như vậy, sợ là cũng phải có chỗ cố kỵ. Cho dù mình phải phế đi bàn tay cũng không sao. Chỉ cần không phải vì mình mà liên lụy đến Mạnh Hạo là tốt rồi, nên giờ phút này y lập tức dừng chân. Nhưng trong chớp mắt khi y dừng chân, Mạnh Hạo xoay người lại. Người này là ai? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch Lưu Ngôn Bình. Hắn, Bạch Vân Lai thấp giọng nói. Từ nay về sau, nếu tên Lưu Ngôn Bình này muốn luyện đan, ta không tiếp. Mạnh Hạo nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói ra một câu. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt, đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch ở bốn phía, bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đó có không ít người khôn khéo, dĩ nhiên từ trong lời nói này nghe được một tí manh mối. Bốn tên thiên kiêu chi tử ở trong bốn đình viện xung quanh, giờ phút này hai mắt lóe lên tinh quang mãnh liệt, đặc biệt có một người đã lập tức đi ra khỏi sảnh các. Chẳng những không tiếp tên họ Lưu này, mà cả mấy kẻ đi theo gã, nếu ngày sau cầu đan dược của ta, cũng không tiếp. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, vẻ mặt của Bạch Vân Lai đang đứng ở một bên cũng chấn động, nhẹ gật đầu. Lưu Ngôn Bình nghe vậy, biến sắc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hạo, trong đó lộ ra vẻ không dám tin. Giờ phút này, nếu như gã vẫn không rõ thân phận của Mạnh Hạo, cũng sẽ không xứng tu hành đến trúc cơ. Thế nhưng thế gian này vẫn phải có những kẻ ngu dốt, lúc này một thanh niên bên người Lưu Ngôn Bình lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi là ai? Dám nói chúng ta phải đi cầu ngươi luyện đan. Nói thế mà không sợ chém gió to làm đau đầu lưỡi à? Dựa vào cái gì mà dám uy phong như thế? Khẩu khí thật lớn. Dựa vào việc ta là Phương Mộc. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, gần như chỉ cần một câu đó, lập tức khiến cho tên thanh niên kia phải sững sờ, hai mắt như muốn lồi ra ngoài, trong biểu tình mang theo vẻ khó có thể tin. Phương Mộc. Cùng lúc đó, sắc mặt của mấy tên đi theo phía sau lưng Lưu Ngôn Bình cũng đại biến, lập tức cùng nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo rung động khó tả. Không chỉ riêng bọn hắn, tất cả các đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch ở trên quảng trường này giờ phút này nghe được câu nói kia của Mạnh Hạo cũng phải trợn mắt há mồm. Nguyên một đám đều dùng ánh mắt lóng lánh, toàn bộ đều nhìn về Mạnh Hạo. Trong sảnh bốn phía các thiên kiêu của tử khí nhất mạch cũng là nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Cái này một loạt biến cố, lại càng làm cho quảng trường này trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh. Danh tiếng Phương Mộc, tại mấy tháng này ở trong Tử Vận Tông quật khởi, thanh danh hiển hách, ít có người không biết, thậm chí chuyện hôm nay, nguyên nhân gây ra cũng chính là Phương Mộc luyện đan. Kể từ đó, thoại ngữ về Mạnh Hạo truyền ra, chính là đất bằng một tiếng kinh lôi. Sắc mặt Lưu Ngôn Bình biến hóa, phía sau y những người kia càng là lập tức lo lắng. Chuyện giáo huấn Bạch Vân Lai bọn hắn cam tâm tình nguyện, dù sao Bạch Vân Lai chỉ là dược đồng. Nhưng đối mặt với Phương Mộc đan sư, bọn hắn từ đáy lòng không muốn đắc tội, giờ phút này nguyên một đám liền vội vàng bước lên phía trước, đang muốn giải thích. Lại thấy Mạnh Hạo đã quay người, tại trong những tên gọi là đệ tử nội môn trước mắt này, hắn đã không có hứng thú đi tiếp tục nói cái gì đó. Vô luận là địa vị hay vẫn là thân phận, song phương đã hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này quay người, Bạch Vân Lai lập tức đi theo phía sau, xa xa trong sảnh cá, bốn vị thiên kiêu của tử khí nhất mạch, giờ phút này cũng đều bước đi đến. Hiển nhiên là muốn đuổi theo bắt chuyện. Hóa ra người chính là Phương Mộc, cho dù người không luyện đan cho Lưu Mỗ, chẳng lẽ toàn bộ đan đông nhất mạch, chỉ có một đan sư là ngươi hay sao? Huống hồ đan dược ngươi luyện, chẳng qua là chút tài mọn, không ra cái gì. Trong lòng Lưu Ngôn Bình kêu khổ. Nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, đương nhiên không thể đơn giản cúi đầu, cơ hồ là cắn răng, giống như cố chấp chống đỡ mở miệng, muốn tìm về một ít mặt mũi. Mạnh Hạo nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh,
lần thứ hai dừng bước, lúc quay đầu lại, rất nghiêm túc nhìn thoáng qua tên Lưu Ngôn Binh này. Nếu như người này không liên tiếp mở miệng, hắn cũng sẽ không cùng gã chấp nhặt, nhưng hôm nay lại còn dùng giọng điệu âm dương quái khí nói chuyện, liền làm cho ánh mắt Mạnh Hạo hoàn toàn lạnh xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhí Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 339, Cấm Đan Lệnh 2. Đan đồng nhất mạch đan sư ngàn người, Phương Mỗ chỉ là một trong số đó, luyện ra đan quả thực là không ra gì. Vì vậy, ngày sau, phàm là cùng ngươi cùng những người thân cận ngươi, Phương Mỗ đều không luyện đan cho. Lời nói Mạnh Hạo lãnh đạm vừa dứt, lập tức tu sĩ xung quanh Lưu Ngôn Binh, không biết ai lui về sau trước, rất nhanh mọi người cùng nhau lui lại, giống như không muốn tới gần. Khiến cho Lưu Ngôn Binh đứng một mình ở nơi đó, mà ngay cả người mà qua lại thân thiết với gã lúc trước, cũng đều chần chừ. Dù sao Mạnh Hạo chính là một đan sư danh tiếng nổi như mặt trời ban trưa, một đan khó cầu, chỉ vì như thế mà đắc tội, thật sự không đáng. Mà nếu có đan mà Phương Mỗ luyện chế, bị người đầu cơ trục lợi cho ngươi, thì người đầu cơ trục lợi đó, Phương Mỗ cũng sẽ không luyện đan cho hắn nữa. Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thể rơi vào trong tai mọi người xung quanh, nhưng lại khiến mọi người đều hít sâu một cái. Mấy câu nói hàm nghĩa, hoàn toàn thể hiện sự bá đạo của Mạnh Hạo. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Mạnh Hạo kiêu căng một chút, nhưng này chính là đan sư. Không thể đắc tội. Mặt khác, người đắc tội ta. Thanh âm Mạnh Hạo càng thêm lạnh như băng, hắn không thèm để ý bởi vì chuyện riêng này sẽ khiến cho những người khác có thể bất mãn với hắn. Bởi vì này, loại thái độ bất mãn này tuyệt sẽ không rơi vào trên người đan sư. Muốn được đan sư tiếp tục luyện đan thì cho dù mọi người có bất mãn, họ cũng chỉ sẽ oán trách cái tên Lưu Ngôn Binh đuôi mù kia. Cho nên, trong vòng trăm năm sẽ không có bất kỳ vị đan sư nào luyện đan cho ngươi. Mạnh Hạo vừa nói xong lời này với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn trực tiếp nâng tay phải lên, ở trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài màu trắng, trực tiếp khắc danh tự Lưu Ngôn Binh lên trên đó. Tấm lệnh bài này chính là lệnh bài có đặc quyền lớn nhất của đan sư ở trong Tử Vận Tông, Cấm Đan Lệnh. Dường như sau khi danh tự của Lưu Ngôn Binh bị khắc lên trên đó thì toàn bộ đan sư của Đan Đông Nhất Mạch đều phát giác được, đồng loạt lấy ra Cấm Đan Lệnh để xem xét. Trong đó vốn chỉ có 13 cái tên bị cấm luyện đan, hôm nay đã nhiều hơn một cái tên. Lưu Ngôn Binh trở thành người thứ 14. Trong nháy mắt khắp quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tức khắc nhìn về phía tấm lệnh bài trong tay Mạnh Hạo. Sắc mặt các vị thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch cũng đồng loạt đại biến. Đây là Cấm Đan Lệnh. Trong đám người, lập tức có người nhận ra tấm lệnh bài này, giờ phút này chỉ biết nghẹn ngào mở miệng, trong thanh âm mang theo sự hoảng sợ. Cấm Đan Lệnh, tên Phương Mộc đan sư này lại sử dụng Cấm Đan Lệnh. Xem ra tên Lưu Ngôn Binh xong đời rồi, cho dù là sư tổ gã đến, cũng không có tư cách hủy bỏ danh tự của người được liệt kê vào trong danh sách cấm luyện đan này. Cấm Đan Lệnh vừa ra, trong vòng trăm năm sẽ không có bất kỳ vị đan sư nào nguyện ý luyện đan cho Lưu Ngôn Binh. Xem như con đường tu hành của gã đã hoàn toàn đứt đoạn, tên Phương Mộc đan sư này. Thế mà thật sự dám dùng cấm lệnh đan. Bốn phía bỗng nhiên xôn xao, tiếng nghị luận quanh quẩn khắp nơi trên quảng trường. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn là Bạch Vân Lai. Thân thể y đang run rẩy, y kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, trong nội tâm ngay lúc này đã hạ quyết tâm cho dù chết vì Mạnh Hạo y cũng hoàn toàn nguyện ý. Có người vì chính mình mà làm những chuyện như thế, thì cho dù lấy tính mạng để báo đáp cũng không đủ. Sắc mặt của Lưu Ngôn Binh đã hoàn toàn xanh mét, hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Gã nghĩ tới sự đáng sợ của Cấm Đan Lệnh, nghĩ tới hậu quả của nó, giờ phút này trong mắt gã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, Cấm Đan Lệnh đối với đan sư mà nói, cả đời chỉ có thể dùng hai lần, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, tất sẽ không thể sử dụng lung tung. Nhưng tên Phương Mộc ở trước mắt này, vậy mà, lại vận dụng Cấm Đan Lệnh. Việc này khiến cho thân thể Lưu Ngôn Binh lập tức lạnh cóng, hai mắt thất thần, như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Phương đan sư, ta, con tim của Lưu Ngôn Binh run rẩy,
gã hiểu rõ bị cấm luyện đan phải trả cái giá thế nào. Đồng thời cũng biết rằng trong chuyện này cho dù là sư tổ gã, cũng không có cách nào nhúng tay vào để trợ giúp cho mình. Giờ phút này từ đáy lòng gã đột nhiên hối hận đến cực điểm, nếu như thời gian có thể đảo lưu, gã tuyệt đối sẽ không đi đắc tội với Mạnh Hạo. Hiện giờ thân thể gã đã run lẩy bẩy, đang muốn nói cái gì đó nhưng miệng lại đắng nghét. Vào thời khắc này, có tiếng cười truyền đến, bốn tên thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch đi xuyên qua đám người, cũng không thèm nhìn Lưu Ngôn Binh một cái, chỉ đi thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Phương Đan Sư, tại hạ trước đây vẫn luôn muốn bái kiến, hôm nay gặp gỡ, kính xin Phương Đan Sư cấp cho chút mặt mũi. Cho tại hạ làm chủ mời huynh một chầu, cùng ở một chỗ vừa uống rượu vừa ngắm trăng quả thật rất tốt. Ha ha, đã để Từ sư huynh đoạt trước một bước rồi, tạo nghệ đan đạo của Phương Đan Sư đã truyền khắp tông môn, hôm nay vô tình gặp được, có thể để cho sư đệ tham dự vào được không? Chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Phương Đan Sư. Phương Đan Sư, lô đan dược kia của ta không vội, chỉ cần thời điểm Phương Đan Sư rảnh rỗi thì tiện tay luyện chế là được rồi. Hôm nay dù nói gì người cũng không thể cứ như vậy rời đi à, chúng ta muốn bái kiến người, hẳn là Bạch Vân Lai sư đệ cũng biết được mà. Bốn tên thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch ở nơi này vừa đàm tiếu vừa tiến đến gần Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất là chân thành, mang theo vẻ cực kỳ khách khí. Về phần bọn người Lưu Ngôn Binh, bọn hắn căn bản không thèm để ý, nếu so sánh với Phương Mộc thì cho dù là Lưu Ngôn Binh có sư tổ tại tông môn, thế nhưng Phương Mộc có địa vị đan sư. Huống chi hắn lại là loại đan sư có tương lai bất khả lượng, đặc biệt nhất là hắn là một đan sư dám dùng cấm đan lệnh, cao thấp tự nhiên không phải bàn. Đan sư có ngàn người, nhưng có người cả đời đều không sử dụng cấm đan lệnh một lần, những kẻ còn lại thì vạn bất đắc dĩ mới đem ra dùng. Đương nhiên là có chỗ băn khoăn. Dù sao tính cách mỗi người cũng không phải quyết đoán, nhưng tên Phương Mộc trước mắt này sử dụng cực kỳ quyết đoán, trong chốc lát đã hình thành một loại uy hiếp bao phủ tất cả mọi người ở nơi này. Giờ phút này người ở bốn phía túm tụm lại xung quanh Mạnh Hạo, còn có mấy vị đệ tử nội môn đi theo bốn tên thiên kiêu cũng tiến tới, cả đám đều mặt mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Hạo. Dù cho tu vi của Mạnh Hạo ở trong mắt bọn hắn cũng không phải trúc cơ, nhưng mỗi người đều là mang theo vẻ khách khí. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 340, lá dụng tuy đẹp nhưng chỉ sống một mùa. 1. Mạnh Hạo mỉm cười, ôm quyền hướng về mọi người cúi đầu, định tìm cớ thoái thác một phen, nhưng thịnh tình của mọi người không thể chối từ. Liền gật đầu, theo mọi người đi về phía xa xa, một đường đàm tiếu vui vẻ mãi không thôi. Ngay cả Bạch Vân Lai cũng có đệ tử nội môn vui vẻ trò chuyện với gã. Không khí có vẻ rất hòa hợp. Trên quảng trường, sắc mặt của Lưu Ngôn Binh tái nhợt, trong óc có tiếng ông ông, mắt lộ vẻ mờ mịt, nhiều nhất là sự tuyệt vọng. Đám tu sĩ vây xung quanh y, ai ai cũng nhìn về phía đám người vừa vui vẻ rời đi kia, ánh mắt của bọn chúng rất bất đồng. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo ở phía trước còn chưa đi xa bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng về những tu sĩ còn đang đứng ở trên quảng trường ôm quyền, lên tiếng, chư vị đạo hữu đồng tông, có nguyện ở cùng một chỗ với tại hạ không? Lời Mạnh Hạo vừa nói ra, ánh mắt của bốn vị thiên kiêu ở bên cạnh hắn cũng chớp động. Cả đám đều liếc nhìn Mạnh Hạo với vẻ đầy thâm ý, cũng quay đầu lại cười mời. Kể từ đó, tâm trạng của đám tu sĩ đệ tử nội môn đang đứng trên quảng trường lập tức trở nên phấn chấn. Vội vàng tới gần, sau khi ôm quyền chào hỏi lẫn nhau, một chuyến hơn 10 người, mang theo tiếng cười nói đi về phía xa. Mạnh Hạo đứng ở trong đó, như chúng tinh phùng nguyệt, tiếng cười lan xa trong gió. Trên quảng trường to như vậy, bây giờ chỉ còn lại đám người Lưu Ngôn Binh, giờ phút này sắc mặt cả đám đều hết sức khó coi, nhất là ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngôn Binh, đều mang theo vẻ bi phẫn. Từ đấy về sau, Mạnh Hạo cũng không chỉ luyện đan cả ngày, mà là thường xuyên đi tới sơn cốc của Tử Khí Nhất Mạch, thời gian dần trôi qua, người quen biết hắn càng ngày càng nhiều. Trong lúc vô hình cũng liền khiến cho danh tiếng của Mạnh Hạo tại Tử Khí Nhất Mạch càng thêm quật khởi. Đồng dạng, đan sư tại đây cũng dành ra thời gian để tìm gặp Mạnh Hạo, từng người bái phỏng.
cùng nhau học tập đan đạo, trao đổi tâm đắc, khiến cho mỗi người đều có thu hoạch, dần dần khiến cho đan đông nhất mạch càng ngày càng hưng thịnh. Còn về phần Lưu Ngôn Binh, lúc này y mới đắng chát phát hiện ra uy lực khủng bố của cấm đan lệnh. Trước kia có một ít đan sư nguyện ý luyện đan cho y, nhưng bây giờ khi nhìn thấy y, lại không nhìn thẳng, mặc kệ y đưa ra giá cả lớn như thế nào. Đều lại không có bất kỳ đan sư nguyện ý luyện đan cho y. Trừ chuyện đó ra, nhưng người bên cạnh của y, vốn có chút ít thân thiết, đều dần dần xa lánh. Thậm chí khi y đi tìm lão tổ của mình, còn bị trách mắng cực kỳ nghiêm khắc rồi bị tống cổ ra ngoài. Bởi vì đan sư tại Tử Vận Tông là loại nhân vật không thể đắc tội, nhất là khi cấm đan lệnh ban ra, càng truyền khắp toàn bộ Tử Vận Tông. Mà trong lòng lão tổ y cũng biết điểm kinh khủng nhất của đan đông nhất mạch là gì, trên thực tế không phải là đan đạo, mà là khả năng bao che khuyết điểm. Trình độ bao che khuyết điểm của họ, từ trên cấm đan lệnh đã có thể hiểu rõ. Đan đông nhất mạch, từ trên xuống dưới, có thể nội đấu, có thể tỉ thí lẫn nhau. Chỉ khi nào xuất hiện người ngoài vũ nhục bọn họ thì dù là đan sư có cừu oán với nhau, cũng đều nhất trí đối ngoại. Bởi vì, đan sư không thể nhục, không thể đắc tội, đây là luật thép của đan đông nhất mạch. Cũng bởi vậy, mới có cấm đan lệnh. Có lẽ ở bên ngoài, đắc tội một đan sư không phải là người của đan đông nhất mạch thì cũng không có gì. Các đan sư khác cũng sẽ không tham dự, nhưng ở trong đan đông nhất mạch, đắc tội một tên đan sư chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ đan sư. Loại chuyện như vậy quả thật có chút không nói đạo lý, cũng có thể bọn họ chính là loại không nói đạo lý. Mới làm cho đan sư của đan đông nhất mạch, vô luận là ở trong tông môn hay là bên ngoài tông môn, đều được người khác cực kỳ tôn trọng. Đắc tội một người, tương đương đắc tội toàn bộ, việc này nghiêm trọng thế nào, có rất ít người có thể thừa nhận được. Đồng dạng, nếu có người đắc tội với đan sư khác, như vậy Mạnh Hạo cũng tuyệt không thể làm khác, bởi vì thân là đan sư, cái đầu tiên phải giữ gìn được chính là cái danh xưng đan sư này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo luyện đan dược, mỗi ngày ba lô, kể từ sự việc lần trước, đám đệ tử không cam lòng, cũng đã ít hơn đi rất nhiều. Dù sao đệ tử nội môn tử khí nhất mạch cũng hơn vạn, tìm đan sư luyện đan đã trở thành quy tắc, chỉ cần không phải một người độc chiếm, chắc chắn sẽ không khiến cho quá nhiều người phải bất mãn. Hơn nữa, đa số người khi đến bái phòng Mạnh Hạo, lời nói cử chỉ của hắn đều như làm cho người khác tắm gió xuân, cũng lại lần nữa hóa giải những cảm xúc này, khiến cho đan sư của đan đông nhất mạch dần dần đều đã tiếp nhận Mạnh Hạo. Do đó Mạnh Hạo cũng tiết kiệm được lượng lớn thời gian, ngoại trừ mỗi ngày ba lô, thừa ra thì nộp lên tông môn. Mặt khác, hắn cũng âm thầm tích lũy trúc cơ thiên, để chậm rãi tăng cường tu vi của bản thân. Mấy tháng sau, đêm khuya ngày hôm đó, vẻ mặt của Mạnh Hạo hoàn toàn ngưng trọng, hắn khoanh chân ngồi trong động phủ. Nhìn qua ba bình trúc cơ thiên trước người, sau khi trầm mặc một lát, trong mắt của hắn hiện ra tinh mang. Tòa đạo đài thứ sáu, hôm nay nhất định phải mở ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn hôm nay, tòa đạo đài thứ sáu đã hoàn thành chín thành, một thành cuối cùng này. Bởi vì tồn tại khả năng phản phệ nên Mạnh Hạo phải chuẩn bị rất lâu, cho đến khi hắn cảm thấy đã ổn thỏa mới đưa ra quyết định này. Hai mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất, lấy trúc cơ thiên ra, sau khi nuốt vào liền nhắm mắt, tòa đạo đài thứ sáu trong cơ thể chỉ trong chớp mắt đã ầm ầm ngưng tụ. Dần dần trên thân thể Mạnh Hạo tràn ngập kim quang, bên ngoài tia sáng này có từng trận phù văn lóng lánh, gần như chỉ vừa mới xuất hiện, thế mà lại có thanh âm không ngừng truyền ra từ bên trong. Ba cái ác bá, thiếu ba cái đều không được. Thanh âm vừa truyền ra, chính là miếng mỡ đông vừa mới thức tỉnh, nó vừa nói vừa hướng về phía chỗ Mạnh Hạo thở ra một hơi. Một hơi này lập tức che giấu hoàn toàn tầng kim quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Lợi hại hơn nữa là đem khí tức hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo cũng biến trở thành tầm thường, khiến cho Tử Vận Tông không thể nhận ra được điều gì bất thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi trời đã gần sáng, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, da thịt toàn thân lập tức khô quắt. Một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra chỉ trong giây lát, giống như ác quỷ đói khát vài vạn năm, muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể và linh hồn của Mạnh Hạo. Thế nhưng Mạnh Hạo sớm đã có chuẩn bị, sau khi hấp lực này truyền ra chỉ một cái nháy mắt,
hắn lập tức bóp chặt lấy mấy cái bình thuốc ở trước mặt. Đây là những đan dược mà hắn dùng toàn bộ tinh lực để luyện chế, gần như chín thành dược hiệu của trúc cơ thiên, bị hấp thu không ít. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Ngã Dùng Phong Thiên của tác giả Nhị Than tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.